À, tại sao mà xã Hương Hải Ly của Nga, đặc biệt là ở cái vùng sinh thái sạch An Tai, nó lại tốt nhất Nga và trên thế giới ạ? Thì thực tế là có hai cái điều mà Facebook thấy là rất là cần thiết. Thứ nhất là đầu tiên là cái hệ sinh thái sạch và là nguồn thức ăn của cái dinh dưỡng của xã Hương Hải Ly ạ. Cái chất lượng xã Hương Hải Ly nó phụ thuộc vào cái môi trường sống, tức là cái thức ăn mà nó sử dụng và cái điều kiện sinh thái mà nơi nó ở. Thì cái vùng sinh thái sạch An Tai được coi là cái hệ sinh thái nghỉ dưỡng và chữa bệnh sạch bậc nhất hành tinh đấy, và nó là nơi mà Tổng thống Putin hàng năm sẽ chọn để làm nơi mà nghỉ dưỡng của ông. Ở trong cái vùng sinh thái sạch An Tai này thì nó nổi tiếng với rất nhiều các cái dược liệu quý này, rồi là các cái động vật hoang dã như là hươu xạ Hương Hải Ly, hay là cái chất lượng nhung hươu của vùng này cũng rất là tốt. Đấy, vì cái điều kiện tự nhiên, sinh thái, thức ăn, nguồn nước nó chứa nhiều khoáng chất tự nhiên ấy. À, những cái khoáng chất này nó, và đặc biệt là những cái sông hồ suối và vùng núi cao ấy, nó tích tụ được rất nhiều các khoáng chất tốt. Thành ra là có rất nhiều cái loại tảo nam mọc ở đây đấy. Thì đấy, tức là nguồn cái hệ sinh thái sạch này, thức ăn cho cái xạ hương ấy, cho cái hải ly ấy, nó là các cái cây thuốc rất là tốt. Thành ra là nó tích lũy trong cái tuyến của nó rất nhiều các cái chất có lợi cho cái sức khỏe, đặc biệt là nó thường dùng để chữa bệnh khi mà cơ thể bị thương hoặc là gặp điều kiện bất lợi ạ. Và cái xạ hương hải ly cũng như như là cái nhung hươu ấy, thì nó được coi là cái chất thích nghi sinh học tự nhiên, nguồn gốc động vật ạ, và rất là có lợi cho cơ thể. Khi mà nó đi vào cơ thể thì nó ngăn cản quá trình viêm của cơ thể này, rồi là ngăn ngừa u này, rồi là tăng cường cái sức khỏe tổng thể, tăng cường cái hệ miễn dịch đấy, đối phó với những bệnh tật này, và nó tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa cái hình thành cục máu đông nhé. Đấy, thì nó sẽ giúp cho là oxy và dinh dưỡng vận chuyển vào các cái mao mạch máu tốt hơn, các cái tế bào tốt hơn, thì tự nhiên chúng ta sẽ khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Đàn ông thì tăng cường sinh lý, đàn bà thì trẻ lâu ạ. Và ở Facebook thì có rất nhiều các cái sản phẩm về xạ hương hải ly, dạng ngâm mật ong này, dạng viên nguyên chất này, và nó cũng đều là của vùng sinh thái sạch An Tai. Và cái vùng này ấy, cũng là nổi tiếng ở cái vùng mà có khả năng là khai thác và chế biến săn bắt, nó là gọi là lâu năm nhất đấy. Người dân và những người thợ ấy, người ta có kinh nghiệm hàng trăm năm, thậm chí có bút sách có ghi là có những bút tích ghi những 5.000 năm trước cơ. Người ta đã sử dụng và người ta đã biết cách là chế biến, khai thác, bảo quản làm sao cho chất lượng của nó được tốt nhất ạ. Thành ra là Facebook khuyến cáo là chúng ta sử dụng thì chúng ta nên sử dụng cái nơi nào mà có chất lượng nhất, thì nó đảm bảo hiệu quả và đồng thời là hàng